Rồi, em xin chào cả nhà nha. Em chào mừng cả nhà đến với kênh Đồng Hồ Si Kim Phụng mà. Bên em thì cọc chuyển khoản mới đi hàng nha cả nhà. Cả nhà tin tưởng em á, chuyển khoản hết em bao ship à. Hôm nay em sẽ lên cả nhà mình vài mẫu đồng hồ nam ha, cả nhà mình chọn nha. Rồi em sẽ lên chi tiết từng con luôn. Đây là một con có cái, đây là một con máy Nhật nha, đồng hồ máy Nhật ha. Đó, nó có cái hiệu nè cả nhà. Independent gì nè. Cái đó là cả nhà đọc giúp em đi ha. Đó, mặt rất là đẹp luôn, con này mặt rất là đẹp luôn nè. Đó, mặt 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 lòi, kính lòi cả nhà, kính lòi ha. Cái viền nó màu đen nè, mà kính nó lòi lên nè, nhìn rất là đẹp luôn ha. Nó có một ô cửa lịch gốc 3 giờ nè. Mặt của nó là nè, cái lồng này á là cọc số học trò ha, phối với lại mấy cái cọc số mà dạng hình viên đạn nè cả nhà. Còn cái lồng trong này là cái sọc 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 này nè. Cái lồng này nè, nó là trải tia nha nè, cái lồng này là cái mặt nó trải tia nè, rất là đẹp luôn nè đó, nhầm thấy không. Còn cái lồng này thì cái mặt nó sọc 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 ha. Rồi kim á là kim màu xanh nè, rất là đẹp luôn, máy Nhật nha cả nhà, con này máy Nhật ha. Rồi size con này là size 40 cả nhà, size 40 thép đúc toàn thân luôn. Cái nấm nó có cái gạch màu vàng vàng nữa cả nhà. Đó, đây mặt mặt bên hông này rất là đẹp luôn ha. Dây còn mới luôn nè cả nhà, dây rất là mới luôn, đẹp, rất là đẹp luôn ha. Rồi hàng si mà như vậy là quá quá đẹp luôn cả nhà. Đây em cho mặt xe mặt sau ha, đó ghi là 10 bát nha nè, chống nước được 10 bát nè. Mà đây là thông số của nó nè. Rồi da băng mót cắt in China, linh kiện phụ kiện của Nhật lắp ráp tại China nha cả nhà. Đó, con này rất là xuất sắc luôn ha. Rồi dây tay con này là tay tầm 18 18 nha cả nhà, 18 18.5 đổ lại đeo vừa ha. Đó, chắc 18.5 đổ lại đeo vừa, em đút 4 ngón vô được luôn nè, 18.5 đổ lại ha. Rồi con này thì độ mới cao nha, quá đẹp luôn. Em bán cả nhà nè 850k mã số 07 à, 850 mã số 07. Chốt thì cứ chụp hình nhắn tin Zalo giúp em nha. Kính lòi cái nhà thấy không, quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục một con nữa nè, con này là con nè, niềng xoay rất là nhẹ luôn ha, con này thiết kế quá đẹp luôn. Đây con này nó có cái hiệu nè cả nhà, cái hiệu Vuonnet gì nè đó, cái nhà thấy không. Đây là thương hiệu của Paris ha, thương hiệu của Paris chạy máy Nhật. Đây nè, cái thiết kế của nó cả nhà nhìn nè, nó rất là nhiều vòng luôn ha, rất là nhiều vòng luôn cái mặt của nó nè. Đây là một ô cửa lịch gốc 3 giờ ha, lịch đỏ luôn nè. Kim này là kim dây, kim này hai cây kim này là kim thể thao nha. Nó chạy full 7 kim luôn nha cả nhà. Chạy full 7 kim, cái này có hai kim nè. Rồi em test kim thể thao cả nhà nhìn nè. Đây kim thể thao đang chạy luôn ha. Đó, kim thể thao đang chạy nè. Cái viền của nó cả nhà thấy không? Nó ghi số rất là nhiều luôn nè. Đó, số quá trời số luôn nè. Rồi, ngưng kim thể thao nè. Test nó động reset kim lại ha. Rồi full sao full 7 kim hoạt động ok hết nha cả nhà. Cái này nấm là nấm cổ chai luôn ha, khi mà mình chỉnh giờ xong á là mình dặn nó lại nha cả nhà. Đây là cái thiết kế mình, cái cổ chai của mình á đó. Đó, mình dặn chặt nó lại nha, để không nó bị vô nước ha. Rồi niềng xay được luôn ha, niềng xay rất là mướt luôn. Xay mặt của con này là 42 nha, 41 42 cả nhà. Thiết kế cái mặt này nhìn là quá là cá tính luôn, cái rất là thể thao luôn nè. Đó, quá trời quá đất số luôn ha. Đó, rồi nhiều, rất là nhiều số, rất là nhiều vòng luôn cả nha. Rồi cái con này nè, thép đúc toàn thân luôn đó, rất là chắc tay luôn nha, khóa dập hiệu luôn nè cả nhà. Độ mới con này cao nha, nó chỉ có cái mặt của nó nè cả nhà nhìn kỹ giúp em nè. Cái mặt nó có một cái vết ngay đây nè, cái vết thẳng ở đây nè. Rồi, để em để gần cho mình thấy ha. Đó, có một cái vết ngay đây ha. Rồi em báo tình trạng của cái kính cho nhà mình nha. Khi mình nhận hàng về mình thấy cái này nè, mình nói ủa sao bé này không báo ha. Đây có một cái vết đó thôi ha. Rồi đây là cái thương hiệu của nó nè cả nhà, Paris nè, thương hiệu của Pháp ha. Chống nước 10 bát như nè. Con này núm cổ chai chống nước rất là tốt luôn ha, máy Nhật nha cả nhà. Dép tay ha. Rồi con này dây tay tầm 10, dây tay dài lắm á nha, tầm 18 18.5 đổ lại đeo vừa luôn ha. Đó, dây tay cũng rất là dài luôn nha. Rồi em bán con này với giá là 1.280.000 mã số 03,
1.280.000 mã số 03, chốt thì cứ chụp hình là gửi giúp em nha, gửi Zalo giúp em cả nha. Đó, cái mặt đen rất là đẹp luôn ha. Rồi em tiếp tục lên một con nè, con thì Runo nè. Con này là dòng của thằng Kitigen đó cả nhà. Một ô của lịch gốc 3 giờ, lịch này lịch vạn niên nha. Đó, chạy sóng radio control nè. À, pin solar năng lượng nè, chống nước 10W như nè. Đó, chuẩn máy Nhật nha, cái này máy Nhật nha. Con này thì lắp ráp tại China cả nhà. À, linh kiện phụ kiện của Nhật lắp ráp tại nhà máy ở ở China nha. Rồi, em ra xay con này. Xay con này là xay 38 ạ. Xay 38, thép đúc toàn thân luôn, dây rất là đẹp luôn. Dây rất là đẹp luôn ha. Độ phai xước nó rất là nhẹ luôn. Đó, nói chung là hàng si mà được như vậy là cũng ok cả nhà. Rồi, giá hàng si em bán cả nhà thôi. Giá rất là rẻ luôn ha. 680k mã số 09 nè, 680 mã số 09 cho một con xịn sò giống vậy nha. Rồi, lên tay thử coi. Đó. Tay con này thì tầm 17 17.5 đeo vừa thôi nha cả nhà. 17 17.5 đeo vừa thôi ha. Này em rút qua được có hai ngón tay vô mà nó hơi rộng rộng xíu à. Tay 14.5 á. Rồi em bán cả nhà mình con này với giá là 680 ha, mã 09. Chốt thì cứ alo hoặc điện thoại cho hoặc nhắn tin Zalo giúp em nha. Rồi em tiếp tục lên một con Kitigen nè, Eco Drive ha. Con này trọng chạy sóng là radio control nè. Chống nước là 10W, một ô cửa lịch gốc 3 giờ, lịch vạn niên luôn nha cả nhà. Lịch vạn niên luôn ha. Thì con này hồi nãy là cũng lịch vạn niên nè cả nhà. Lịch vạn niên là khi mà mình chỉnh giờ, ví dụ cái tháng này có 29 và mùng 1 là tự động nó sẽ nhảy lên, nó tự động nó nhảy lên 29 xong tới mùng 1 ha, mình không có cần phải chỉnh chỉnh lịch lại đâu nha cả nhà. Đó, cái đó là lịch vạn niên nó vậy ha. Rồi. Kim cọc số chấm bi có dạ quang rất là sáng luôn ạ. Đó, nhìn thấy không? Rất là sáng luôn ha. Đây. Này thì có cái lồng có nhiều số nè cả nhà. Rồi, quá đẹp luôn nha cả nhà. Thép đúc toàn thân luôn ha. Con cái này dây rất là đẹp luôn nè, Kitigen nhập hiệu luôn nha. Đây, dây rất là đẹp luôn ha. Khi mà em bán cái nhà mình đó là em đã chỉnh giờ ok hết rồi ha. Chỉnh giờ, chỉnh ngày ok hết rồi, mình chỉ đem về mình chỉ có xài thôi ha. Rồi. Con này là đáy xoáy luôn nè cả nhà, đáy xoáy nè. Đó, xa băng mót nè, con này chuẩn nội địa Nhật luôn nha. Ủa không, con này ra băng mót cắt in China ha. Là linh kiện phụ kiện của Nhật lắp ráp tại nhà máy ở China nha cả nhà, ra băng mót nè, cắt in China nè, đó, thấy không? Cắt in China ha. Là linh kiện phụ kiện của Nhật lắp ráp tại nhà máy China nha. Đó, Kitigen ha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nãy có đâu xay chưa? Xay 38 nha cả nhà, con này xay 38 nhưng chưa tính núm nha. Tính núm luôn là 40 á. Rồi em bán cái, em lên tay cái đó. Lên con dây nó dài hay ngắn? Dây con này dài lắm cả nhà, dây con này tầm 19 19.5 đổ lại đeo vừa nha. Tại vì thấy dây còn dài quá nè. Dây còn rất là dài luôn, bốn tay vô được luôn nè cả nhà. Em báo 19.5 thôi ha. Rồi. 880k mã số 08 ạ. 880k mã số 08. Chốt thì cứ nhắn tin Zalo giúp em nha. Em còn một con nữa cả nhà. Con này con Valentino Domani nè. Con này là thương hiệu của Ý nha. Cái mặt đó là mặt trái ti rất là đẹp luôn nè, mặt xanh nè, mặt xanh phong thủy trái ti rất là đẹp luôn ha. Hai cái lịch 3 giờ ha, lịch ngày và lịch thứ nè. Đó, chống nước 10 bát như nè. Em test dạo qua con này. Rồi con này thì kim cọc số chấm bi có dạ quang nha. Đó. Cái siêu sao chưa bóc luôn nè cả nhà. Thấy không? Cả nhà gì mình mua về mình bóc ra mình đeo ha. Valentino nè cả nhà. Thấy không? Chạy máy Nhật ha, thương hiệu của Ý chạy máy Nhật. Rồi xe mặt của con này là xe 35 em chưa tính núm nha. Dây này cả nhà thấy không? Dây ha, dây khóa ha. Rồi con này dây tay cũng rất là dài luôn ạ. Dây tay rất là dài luôn cả nhà. Dây tay dài lắm. Đó, dây tay em đút bốn tay vô còn vừa nữa cả nhà. Rồi em báo con này dây tay tầm 19.5 luôn đi nha, 19.5 đổ lại đeo vừa ha. Mà mấy cái mặt mà xay mà tầm như vậy thì mấy anh tay chừng 8 đổ lại là mình đeo đã vừa rồi cả nhà. Đeo đó đẹp rồi đó. Tay to quá mình đeo thì em sợ nó không có hợp á.
nên là tay chừng 18 đổ lại là mình đeo ok nha. Rồi con này thì cái mặt nó có vết lông mèo nhuyễn nha cả nhà, vết lông mèo nhẹ không đáng kể ha. Đó, cả nhà mình nhìn giúp em nha, có vết lông mèo nè. Rồi có báo tình trạng này cả nhà. Rồi em hết rồi nha, bên em thì cọc chuyển khoản mới đi hàng cả nhà. Cả nhà tin tưởng em á, chuyển khoản hết em bao ship luôn ạ. Rồi em xin chào cả nhà.